Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều hôm qua, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2018. Tham gia hội thi có 5 đội gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Bạc Liêu, Bưu điện Bạc Liêu, Viettel Bạc Liêu và Mobifone Bạc Liêu. Các đội trải qua 3 phần thi. Ở phần thi thuyết trình, các thí sinh kể một câu chuyện về Bác, sau đó rút ra bài học và liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị mình. Phần thi này đã mang đến một không gian sâu lắng đầy xúc động với những câu chuyện giản dị gần gũi đời thường về Bác. Ở phần thi trả lời trắc nghiệm, mỗi đội trả lời 10 câu hỏi với nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở phần thi năng khiếu, mỗi đội cử một thí sinh trình bày một bài vọng cổ với chủ đề ca ngợi về Bác Hồ. Đội Viettel Bạc Liêu đã đạt giải nhất ở hội thi năm nay. Đội Viễn thông Bạc Liêu đạt giải nhì và đội Sở Thông tin Truyền thông đạt giải ba. Cuộc thi đã thành công tốt đẹp và động lại trong lòng mỗi người có thêm những hiểu biết quý báu về Bác Hồ, vị cha già dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta. Cuộc đời trong sạch hết lòng vì nước vì dân cùng phong cách sống giản dị nhân cách cao cả của Bác luôn thấm trong dòng máu và trái tim của mỗi người dân Việt, trở thành những bài học chân thành và tự nguyện cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Mục đích của hội thi là nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên của Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu cùng cán bộ nhân viên người lao động của các doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, xây dựng mô hình mới trong triển khai thực hiện, giúp cán bộ đảng viên người lao động có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp thu, học tập và làm theo gương Bác. Qua hội thi nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại, người khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người là vị cha già dân tộc, một Bác Hồ nhân đức hiền từ, giản dị, thân dân, trọng dân, gần dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh không những để lại cho chúng ta một sự nghiệp cách mạng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử dân tộc, mà còn để lại cho chúng ta một di sản vĩ đại. Đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức, tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường. Ai cũng có thể học theo để là một người cách mạng, một người công dân tốt hơn. Mục tiêu giành độc lập thống nhất của Tổ quốc không thể tách rời với tự do, hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh tâm niệm, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thương nhân dân đời sống khó khăn, người nhắc nhở nhiệm vụ thường xuyên là xóa đói giảm nghèo, làm cho kinh tế phát triển. Người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu và người khá giàu thì giàu thêm. Kinh tế có phát triển, đời sống đồng bào có ấm no thì đất nước mới cường thịnh. Đặc biệt, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng tất cả đường lối, phương châm, chính sách của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân nói chung. Người không bao giờ xem mình đứng cao hơn nhân dân. Người tự cho mình là người lính dân mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận, là người đầy tớ trung thành của đồng bào. Nhận được thư quà chúc mừng của nhân dân, dù bận trăm công ngàn việc, người vẫn tự tay viết thư trả lời, cảm ơn một cách thân tình, chu đáo. Nêu một tấm gương ứng xử rất gian quá, đầy khiêm nhường và kính trọng đối với nhân dân. Trái tim, khối óc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nghĩ về việc nước, về phong trào cách mạng ở Nam Châu bốn bể, mà còn hằng lo cả đến bếp ăn của bộ đội, nơi an dưỡng của người già, trại trẻ cho các cháu nhỏ. Biết bao câu chuyện thường ngày đã nói lên tình thương yêu con người, sự quan tâm rất cặn kẽ, tỉ mỉ của người đối với đồng bào, đồng chí và chiến sĩ. Với thế giới, cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sôi nổi. Người là một trong những nhân vật làm nên thế kỷ 20. Với đất nước, người là vị lãnh tụ tối cao được kính mến, nhưng đời sống của người rất bình thường, vô cùng giản dị, khiêm tốn.
Cuộc đời của người từ lúc làm một thợ ảnh bình thường ở ngõ hẻm công quanh nước Pháp đến khi làm chủ tịch nước sống giữa thủ đô Hà Nội vẫn là một cuộc đời thanh bạch, giản dị, tao nhã. Từ câu nói, tác phong đến vật dụng tư trang hàng ngày, từ ăn uống đến sở thích sống hòa mình với nhân dân. Nhằm vận động tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ để bồi dưỡng động viên cựu quân nhân giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cách mạng của địa phương, Hội Cựu chiến binh thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập câu lạc bộ cựu quân nhân ấp 3. Câu lạc bộ cựu quân nhân ấp 3 thị trấn Gành Hào có tổng số 12 thành viên. Nội dung hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ là động viên giúp đỡ nhau giữ gìn phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của đơn vị, của địa phương. Hàng năm tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn thống nhất 30 tháng 4 và các ngày lễ lớn của dân tộc. Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp. Động viên hội viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương. Nhằm làm giảm tỷ lệ mù lòa cho các bệnh nhân đột thủy tinh thể, Trung tâm Y tế huyện Đông Hải phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ vừa tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí đợt 1 năm 2018. Chương trình do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ tài trợ cho huyện Đông Hải với sự tham gia của đông đảo các y bác sĩ giỏi đến từ các bệnh viện lớn ở thành phố Cần Thơ. Để đảm bảo các ca phẫu thuật được thực hiện thành công, các y bác sĩ đã tiến hành khám sàng lọc cho 100% bệnh nhân, trong đó gồm khám nội khoa, huyết áp, tim mạch, tiểu đường để xem các bệnh nhân có phẫu thuật được hay không. Qua các bước khám sàng lọc, các bệnh nhân đảm bảo các điều kiện được mổ đã được các bác sĩ tình nguyện phẫu thuật hoàn toàn miễn phí. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân sau khi được phẫu thuật sẽ được xuất viện sau đó một ngày và dự kiến sẽ bình phục trong vòng 2-3 tuần sau phẫu thuật. Huyện Đoàn Vĩnh Lợi phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức hội thi tin học trẻ lần thứ 6 năm 2018. Có 51 thí sinh được lựa chọn từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện, được chia làm 3 bảng. Bảng A khối tiểu học có 27 thí sinh, bảng B khối trung học cơ sở có 19 thí sinh, bảng C khối trung học phổ thông có 5 thí sinh. Đối với các thí sinh thuộc khối tiểu học phải trải qua 2 phần thi, đó là phần thi trắc nghiệm và phần thi thực hành ứng dụng về kiến thức cơ sở công nghệ thông tin, tư duy suy luận logic, kỹ năng sử dụng chuột và bàn phím để vẽ tranh, soạn thảo văn bản, tạo tệp trình diễn hoặc chơi những trò chơi đơn giản, giải những bài toán thuộc chương trình tiểu học và tạo tệp trình diễn có chèn tranh ảnh do thí sinh tự vẽ. Đối với khối trung học cơ sở và trung học phổ thông, các thí sinh phải trải qua phần thi lập trình, viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal và xây dựng phần mềm sáng tạo phục vụ học tập giải trí. Hội thi tin học trẻ là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh ưa thích tin học. Qua đó, động viên khuyến khích các em học sinh tự học tập, tự nghiên cứu để làm chủ khoa học công nghệ thông tin, đồng thời tuyển chọn các em có năng khiếu về tin học để bồi dưỡng, tiếp tục tham gia hội thi tin học trẻ cấp tỉnh. Thời gian qua, cùng với việc quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, Hội Nông dân huyện Phước Long đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần đắc lực trong thực hiện mục tiêu xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Đến nay, toàn huyện có trên 5.000 hộ viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các mô hình sản xuất kết hợp luân canh xen canh đã và đang mang lại nguồn thu nhập kinh tế cao cho hộ viên từ 300 đến 500 triệu đồng, như tôm lúa cá sấu, tôm cua lúa tôm càng xanh, nuôi cá sấu, xay xác lúa gạo, nuôi bò, dê, le le sinh sản thương phẩm, nuôi cá trê vàng lai trong mùng lưới và mô hình tôm cua cá kết hợp buôn bán nhỏ. Để góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, cùng với sự trợ lực từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu phân bổ, Hội Nông dân các cấp trong huyện còn xây dựng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân triển khai giải ngân 13 dự án với tổng số tiền 5 tỷ 310 triệu đồng cho 240 hộ viên dây, chủ yếu đầu tư chăn nuôi heo, bò, dê và thực hiện mô hình sản xuất luân canh tôm lúa. Hôm qua, 18 tháng 5, Công an huyện Hồng Dân đã tổ chức tiêu hủy 1 máy game bắn cá và 1.100 gói thuốc lá hiệu Hero.
Đây là tang vật bị lực lượng công an huyện tịch thu trong đợt kiểm tra vừa qua từ chủ cơ sở kinh doanh vi phạm về việc sử dụng máy game bắn cá không rõ nguồn gốc xuất xứ, không dán tem nhãn kiểm soát, không nhãn hiệu và buôn bán thuốc lá không có tem. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, công an huyện đã tiến hành tiêu hủy 3 máy game bắn cá với tổng số tiền xử phạt hành chính lên đến hàng chục triệu đồng. Trong thời gian tới, công an huyện Hồng Dân tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh trò chơi game bắn cá cũng như việc kinh doanh buôn bán những mặt hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, gian lận trong kinh doanh buôn bán, góp phần tạo môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh. Bản tin thời sự của Đài Truyền hình Bạc Liêu xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.